Kim Hoa xin kính chào Thái Bình TV Online. Hôm nay thì Kim Hoa hân hạnh được mời một vị khách. Anh là một cựu quân nhân Việt Nam, quân lực của Việt Nam Cộng Hòa, và mời anh Khanh để lên đây nói chuyện với quý khán giả về cái ngày mà quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Xin chào anh Khanh. Xin kính chào khán thính giả của Thái Bình TV Online. Xin chào Kim Hoa. Tôi cũng xin phép được tự giới thiệu. Tôi là Nguyễn Khanh, là một cựu quân nhân của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, thuộc Liên hội cựu quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa tiểu bang Washington. Thưa anh, thì anh có thể cho Kim Hoa cũng như khán giả biết vì sao mà có cái ngày quân lực Việt Nam Cộng Hòa này, và nó có từ khi nào vậy anh? Tôi cũng xin được nói rõ là về cái ngày 19 tháng 6, ngày quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Là cái ngày này là một cái ngày mà được Hội nội các chính phủ đã ký quyết định công nhận, chọn cái ngày 19 tháng 6 là cái ngày của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Và coi như là nó đã có từ lâu rồi hả anh? Hay là mới bắt đầu mình làm, hay là có từ khi nào? Anh có thể cho khán giả biết. Tức là cái ngày mà bắt đầu kỷ niệm 19 tháng 6 là cái ngày Hội đồng Nội các Chính phủ ký quyết định là vào năm 1966, và đến nay 2012, tức là đã trải qua 47 năm. Như vậy thì năm nay là cái năm mà các anh kỷ niệm năm thứ 47 quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Như vậy thì anh là người trong ban tổ chức, và anh là đây là lần đầu tiên mà anh làm cái ngày kỷ niệm này tại địa phương chúng ta, hay là đã làm từ hồi nào? Chúng tôi đã bắt đầu làm kỷ niệm ngày 19 tháng 6 tại tiểu bang này đã 20 năm rồi. Và năm nay là năm kỷ niệm lần thứ 47 ngày quân lực Việt Nam Cộng Hòa 19 tháng 6 2012. Ồ, vậy là coi như là cái chương trình của các anh á, là mặc dù là ở trên xứ người nhưng mà anh ở trong quân đội thì lúc nào anh cũng, các anh cũng là rất là sung sướng, và coi như là đón cái chào đón cái ngày, chờ đón cái ngày mà kỷ niệm lớn này, phong anh. Đúng, tại vì là một người lính, một người quân nhân của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, suốt đời sống và chiến đấu cho lý tưởng tự do để bảo vệ miền Nam Việt Nam, thì chúng tôi cũng rất là vinh dự, và tâm hồn lúc nào cũng rộn rã để đón chờ, chào mừng cái ngày kỷ niệm 19 tháng 6, ngày quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Xin hỏi anh là ngày xưa thì anh ở trong binh chủng nào vậy? Ngày xưa tôi ở đơn vị bộ binh. Trong bộ binh. Vậy thì theo như Kim Hoa được biết thì sắp tới đây thì trong năm này thì anh cũng là một trong những người trong ban tổ chức để mà tổ chức kỷ niệm năm thứ 47 quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Và Kim Hoa cũng có nhận được cái thiệp mời từ ban tổ chức của anh. Nhưng mà Kim Hoa rất là ngạc nhiên là sao trong cái ngày quân lực Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta thì ngoài cái lá cờ Việt Mỹ thì trên cái logo thì Kim Hoa thấy còn 6 cái lá cờ của các nước nữa. Thì Kim Hoa thấy cái logo nhiều cái hình cờ này, thì anh có thể cho biết là cái ý nghĩa của cái logo của cái ngày quân lực Việt Nam này? Cái logo này thì trên có in 8 lá cờ của 8 quốc gia. Ngoài lá cờ của Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ, thì còn có 6 quốc gia đồng minh đã từng sát cánh với quân lực Nam Hòa để chiến đấu chống cộng sản, bảo vệ vì lý tưởng tự do. Thì gồm có Úc Đại Lợi, Tân Tây Lan, Thái Lan, Phi Luật Tân, Đài Loan và Nam Hàn. Như vậy là trong cái cuộc chiến tranh thì ngoài ra là mình còn có các nước yểm trợ và coi như là cũng chiến đấu cùng với các anh trong cái trận chiến, đúng không? Vâng. Vì vậy thì trong cái ngày mà
kỷ niệm của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, thì các anh cũng không quên những người bạn đã cùng chiến đấu với các anh. Vâng, thì cũng nhân những lần tổ chức kỷ niệm 19 tháng 6 hàng năm, chúng tôi lúc nào cũng vinh danh những người chiến sĩ Việt, Mỹ và đồng minh đã nằm xuống và hy sinh cho cuộc chiến chống cộng sản, bảo vệ vì lý tưởng tự do. Dạ, rất là phải nói là các anh á, là coi như là không những là một người coi như là nhìn hùng dũng, nhưng mà rất là sống, rất là coi như là tình cảm, và coi như không bao giờ quên đi những cái người bạn của mình cùng chiến đấu với mình. Thì Kim Hoa muốn hỏi anh là trong cái năm nay thì là năm thứ 47 và cũng là năm thứ 20-21 của các anh đã từng tổ chức Ngày Quân lực Việt Nam Cộng Hòa tại Seattle, thì anh có thể cho quý khán giả biết là trong năm nay thì cái chương trình của anh có cái gì đặc biệt, hay là trong chương trình có cái gì anh có thể cho quý khán giả biết? Xin được nói cho Kim Hoa cũng như là khán thính giả đồng hương được rõ là đặc biệt lần tổ chức kỷ niệm 19 tháng 6 năm nay sẽ có một cuộc diễn hành rất là lớn và long trọng. Yeah. Bởi vì nó có tập hợp tất cả những cái hội đoàn quân đội, các hội cao niên, những hội phụ nữ, liên hội cựu quân nhân, liên hội sư đoàn 21 và các quân binh chủng, như truyền thông, báo chí và đông đảo quý đồng hương tham dự. Như vậy thì theo qua mà như được anh cho biết như vậy á, thì có đầy đủ những là dân quân cán chính của Việt Nam Cộng Hòa chúng ta coi như là tham dự trong cái ngày kỷ niệm này, và coi như ngoài ra thì lại được cái sự yểm trợ của về phía công lực của Mỹ anh. Vâng. Yeah. Và một điều đặc biệt nữa là trong cái cuộc diễn hành này sẽ rước quốc quân kỳ và đại kỳ của Việt Nam Cộng Hòa, và được lực lượng của Hoa Kỳ Fort Lewis giúp đỡ, cũng như lực lượng của không quân Marshall Air Force Base trong cái toán quốc quân kỳ, cũng như là ban nhạc cho đoàn diễn hành. Ngoài ra chúng tôi cũng còn được lực lượng mô tô cảnh sát công lộ Hoa Kỳ yểm trợ để dẫn đường và giữ an ninh cho đoàn biểu tình. Thì nghe qua là cái chương trình của anh như vậy rất là không những là đông đảo mà là coi như rất là long trọng. Và như vậy thì trong cái cuộc mà diễn hành như vậy á, theo như mà Kim Hoa biết ngày xưa á, mà Kim Hoa còn nhỏ trước thời Cộng Hòa đó, thì Kim Hoa mỗi lần mà thấy các anh mà đi diễn hành á, thì Kim Hoa nghĩ là phải tập dượt ghê lắm. Thì không biết là trong cái đoàn diễn hành này á, thì các anh có phải tập dượt cho cái buổi diễn hành đồ gì không anh? Hay là mình cứ đi là đi? Nói về quân đội thì chắc chắn những cái cuộc tổ chức diễn hành cho lớn ở ngày 19 tháng 6 trước năm 75 và cho đến bây giờ, những lần tổ chức bây giờ, thì chúng tôi lúc nào cũng phải có sự chuẩn bị. Yeah. Để như là huấn luyện và chỉ những em. Tại vì cái thế hệ chúng tôi có thể là đã hơi lớn tuổi rồi, và cũng sức khỏe cũng không còn để cầm súng hay là những lá cờ. Thì ra chúng tôi sẽ huấn luyện những em nhỏ, em thế hệ thứ hai, để cho long trọng cho khi mà diễn hành và trong cái toán quốc quân kỳ. Yeah. Thì nghe qua như anh Khanh cho biết như vậy á, là trong cái đoàn diễn hành này thì các anh lại phải bỏ công sức ra để tập cho các em những cái thế hệ thứ hai, và cũng là một số anh em là cựu quân nhân, để mà đi trong cái đoàn diễn hành này cho nó vừa, thứ nhất là nó long trọng, và thứ hai là nó đúng với những cái thao tác của một nhà quân đội. Thì trong những cái thời gian mà
những cái buổi tập dượt như vậy á, thì chắc có lẽ anh cũng ít nhiều gì nhớ về cái quân trường của mình và những cái bài học của mình trong quân đội ha anh ạ. Vâng, những kỷ niệm đó thì chắc không bao giờ quên được, cho đến khi mà nhắm mắt, tại vì là một người quân nhân của quân đội Việt Nam Cộng Hòa sống và chiến đấu cho tự do. Em cũng sorry anh Khanh là đã khơi lại những cái kỷ niệm, nhưng mà những cái kỷ niệm đó tuy là nó có buồn nhưng mà đó là một niềm hạnh diện trong lòng của các anh. Bởi vậy cho nên hôm nay Kim Hoa khi tiếp xúc với anh, Kim Hoa cũng rất là tôn trọng với những người lính Cộng Hòa. Cho nên Kim Hoa thì không có bộ đồ lính, nhưng mà Kim Hoa cũng mượn cái tấm khăn này để nói chuyện với các anh, và cũng như là tôn trọng với về các anh trong quân đội cũng như là những người cha. Kim Hoa cũng rất là biết, cũng rất là hiểu về cái tấm lòng của các anh đã hy sinh vì bảo vệ tự do. Thì trong cái lúc mà diễn hành như vậy á, thì anh có thể cho quý đồng hương biết được cái lộ trình mình đi là bao xa để quý đồng hương có thể tiên liệu được, và cái giờ giấc được là các anh sẽ tổ chức vào lúc nào, ở đâu, để cho quý đồng hương cũng như các hội đoàn quân đội sau khi mà nghe được buổi nói chuyện của anh hôm nay, họ sẽ biết được chính xác để mà tới tham dự. Cái lộ trình diễn hành ban tổ chức đã dự trù cho cái cuộc diễn hành kỷ niệm ngày 19 tháng 6 năm nay sẽ tập trung, mọi người sẽ tập trung tại ngã tư đường 23 và Jackson, và sẽ di chuyển đoàn diễn hành sẽ di chuyển trên đường Jackson hướng về Little Sài Gòn là khu thương mại sầm uất của người Việt Seattle. Đến đường 12 thì quẹo trái đi đến địa điểm hành lễ. Thì xin cũng thông báo cho quý đồng hương như các cựu quân nhân, các hội đoàn biết cái địa chỉ, địa điểm làm lễ là Asian Resource Center số 1025 Sao Kinh và đường 12 bên cạnh tiệm thuốc bắc Lucky An Đông. Và đặc biệt ban tổ chức cũng có dành 2 chuyến xe bus để đưa đón quý đồng hương và các hội đoàn từ đường tại điểm số 8 và tại đường số 8 và Jackson. Thì chuyến xe bus thứ nhất sẽ bắt đầu khởi hành vào lúc 9:30 sáng. Và chuyến sau đó sẽ có chuyến xe bus thứ hai sẽ đưa quý vị đến là 9:45 đến địa điểm tập trung để bắt đầu cho cuộc diễn hành. Như vậy là coi như là các anh trong ban tổ chức là chuẩn bị rất là chu đáo cho quý đồng hương cũng như các quý đoàn thể cũng như các cựu quân nhân đã có tấm lòng đi tham dự trong cái ngày kỷ niệm năm thứ 47 của Ngày Quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Và ban tổ chức đã có chuẩn bị cho quý vị là 2 chiếc xe bus ngay tại đường số 8 và đường Jackson để đón quý vị lên cái địa điểm tập trung xuất phát và diễn hành, đó là ngay góc đường 23 và đường Jackson. Và coi như là cái giờ giấc là bắt đầu diễn hành là 10:30, và cái giờ mà đón quý vị chuyến xe bus đầu tiên là 9:45, và một chuyến thứ hai là 10:15, và 10:30 thì bắt đầu là diễn hành. Và trong cái lộ trình diễn hành như vậy thì Kim Hoa nghe ra như vậy thì cũng chỉ là khoảng 4-5 lóc đường, và đi qua trong cái khu vực của Lido Sài Gòn thì rất là vinh dự là cái ngày quân lực của chúng ta nó sống động lại như là chúng ta đi trên những con đường đại lộ lớn của Sài Gòn năm xưa. Và chúng ta sẽ đi về
quẹo trái của đường 12 và tập trung cái center Asian Asian Center, dạ, số 1025 Sao Kinh, cạnh bên tiệm thuốc Bắc Lucky, thì cũng là đây là một cái địa điểm cũng rất là thuận tiện cho xe bus và rất là thuận tiện để cho quý đồng hương cũng như là quý hội đoàn cũng như các anh em cựu quân nhân rất là biết rõ về cái khu vực ở chợ gần chợ Hồng Hậu, Lucky, An Đông, nằm trên đường Kinh Jackson. Nha. Yeah. Thì trong cái ngoài cái cuộc diễn hành ra thì chắc là khi mà về cái chỗ tập trung thì là chương trình là coi như là buổi lễ của ngày kỷ niệm quân lực, đúng không ạ? À, đúng rồi. Dạ. Thì anh có thể cho quý khán giả biết luôn được cái chương trình của cái buổi lễ. Vâng, cái buổi lễ này sẽ diễn ra rất là long trọng năm nay với những nghi thức chào quốc kỳ Việt Mỹ như lễ truy điệu, dâng hương và hoa lên đài chiến sĩ trận vong. Và kết hợp sau đó kết hợp cái chương trình văn nghệ rất là đặc sắc với cái màn ca vũ nhạc kịch do Liên hội cựu quân nhân quân lực Nam Cộng Hòa, ban văn nghệ ba thế hệ cùng các hội phụ nữ và các nam nữ ca sĩ tài danh của thành phố Seattle hợp diễn với một chương trình văn nghệ rất đặc sắc và mang nhiều ý nghĩa cho ngày quân lực 19 tháng 6 năm nay. Thì cũng nhân đây thì cũng xin trân trọng là kính mời quý đồng hương đến tham dự đông đảo cho ngày hội lớn này. Bởi vì đây không những là một cái ngày vinh danh quân lực Việt Nam Cộng Hòa mà cũng là một niềm hãnh diện chung cho toàn thể cựu quân nhân quân lực Nam Cộng Hòa cũng như những quốc gia đồng minh đã từng sát cánh chiến đấu. Và sau hết chúng tôi cũng xin cảm ơn đài Thái Bình TV Online, cảm ơn Kim Hoa đã dành cho buổi nói chuyện này, và một lần nữa cũng xin mong mỏi tha thiết kêu gọi tất cả cựu quân nhân, các hội đoàn như quý đồng hương xin đến tham dự đông đảo, làm niềm khích lệ cho ban tổ chức cũng như là một niềm an ủi như khích lệ cho tất cả các chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Và sau hết cũng xin gửi đến các cựu quân nhân quân lực Nam Cộng Hòa và quý đồng hương một lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Dạ thì Kim Hoa ở đây cũng có nghe anh nói là ban tổ chức của các anh á, là không phải đây là năm đầu tiên mà các anh tổ chức về cái ngày quân lực Việt Nam Cộng Hòa, và đây là cũng là năm thứ 20 hả? Đúng rồi. 20. Như vậy thì anh có thể coi như là cho biết là anh, nãy giờ Kim Hoa cũng quên hỏi anh đi, là anh từ ở trong cái gọi là hội gì anh? À, tôi chỉ làm nãy hội á, hội à, của nếu mà anh hội hả? Vâng. Dạ. Thì đúng ra thì là một cựu quân nhân quân lực Nam Cộng Hòa thôi, nhưng mà Kim Hoa có hỏi rõ thì cũng xin cũng xin phép được nói về tôi là một trong hội cựu thí sinh quân quân lực Nam Cộng Hòa. Có nghĩa là anh là ngoài trong cái binh chủng của anh là bộ binh. Rồi trong cái cuộc sinh hoạt ở Seattle thì anh cũng là một trong hội cựu thí sinh quân. Nhưng mà như anh nghĩ anh giấu, chứ còn như Kim Hoa cũng biết anh cũng là từng là hội trưởng của hội thí sinh quân trong những năm mà Kim Hoa có tiếp xúc anh và sinh hoạt với trong hội. Vâng, thì cũng được anh em tín nhiệm, thì cũng có thời gian tôi cũng đã làm hội trưởng, thì cũng làm một công việc cho hội cũng như giúp cho anh em trong cái sinh hoạt để cùng nhau ngồi lại để nhớ lại những kỷ niệm xưa trong trường mẹ. Thì em có phải công nhận là anh là một người đã có nhiều cái tinh thần đóng góp cho hội bên quân đội, bên quân lực Việt Nam Cộng Hòa, và ngoài ra thì anh cũng còn có đóng góp nhiều trong những cái tại địa phương.
sinh hoạt ở tại địa phương. Và như vừa rồi thì Kim Hoa cũng rất là thấy coi như anh như là sống lại của những năm xưa anh đã từng thao tác trong quân trường, và hôm nay thì anh cũng đã tập dượt thao tác và thế hệ thứ hai cho về quân đội. Thì phải nói là anh là một người mà coi như đây là một người mà tinh thần coi như là không bao giờ coi như là dù là người về sức khỏe thì có già, mỗi ngày mình già đi, nhưng mà tinh thần thì không bao giờ già quý vị. Cho nên nhìn anh á, bởi vậy nhìn anh á là coi như thấy vậy mà rất là lớn tuổi rồi đó quý vị, nhưng mà nhìn anh lúc nào cũng là tươi trẻ, bởi vì cái tinh thần rất là quan trọng lắm. Anh sống vì tinh thần. Vâng, cũng cảm ơn Kim Hoa. Thì ngày xưa chúng tôi sống chiến đấu, cầm súng chiến đấu trong cộng sản để bảo vệ lý tưởng tự do, bảo vệ miền Nam Việt Nam. Thì đến bây giờ thì không còn cầm súng nữa, thì chúng tôi cũng lấy cái tinh thần để làm việc cũng như những cái sinh hoạt hội đoàn để nhớ lại những kỷ niệm xưa, thời lính chiến, cũng như nói lên những tiếng nói để đối với Tổ quốc cũng như đối với nhân dân Việt Nam bây giờ đã đang còn sống trong nền thiếu tự do, thiếu nhân quyền và thiếu sự dân chủ như là hạnh phúc ấm no. Thì chúng tôi vẫn còn tiếp tục chiến đấu. Thì qua cái tiếng nói của anh Khanh vừa rồi thì Kim Hoa cũng giống như là quý đồng hương, khi mà nghe đến những lời nói của anh như vậy á, thì rất là xúc động và rất là cảm động vô cùng về và một cái hình ảnh rất là đẹp, một cái hình ảnh của một người lính Việt Nam Cộng Hòa, không những là chỉ nghĩ đến chiến đấu mà là nghĩ đến người dân còn nghèo đói khổ và thiếu tự do. Đây là một cái niềm mà coi như là Kim Hoa được biết về con người và quân đội Việt Nam Cộng Hòa là như thế nào. Không chỉ là chỉ có chiến đấu mà còn lo bảo vệ cho dân. Em thấy là đây là một cái niềm mà, bởi vậy mà vì sao mà có cái ngày này, mà ngày quân lực này như vậy, thì đúng là đáng. Mà khi mà cái giới trẻ về sau này biết á, anh Khanh, thì em nghĩ khi các cháu nó biết được cái ý nghĩa ngày này và nó biết được tác phong của một người lính trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa với một cái tác phong như thế nào, với một tinh thần như thế nào và một cái tấm lòng như thế nào, thì em nghĩ cái thế hệ thứ hai và thứ ba nối tiếp con cháu chúng ta sau này nó cũng sẽ noi gương các anh. Dạ, thì trong cái buổi lễ như vậy đó, thì cái giờ đó là giờ trưa, thì em không biết là trong ban tổ chức có chuẩn bị cho những cái phần Kim Hoa vừa nghe trước đây thì về phần nghi thức hay là phần diễn hành rất là đầy đủ rồi, nhưng mà không biết là trong cái giờ lên thì trong ban tổ chức có gì để cho chuẩn bị cho cái bữa trưa cho các quý vị họ tham dự cái buổi lễ. Có, ban tổ chức cũng có chuẩn bị những một số thức ăn nhẹ cũng như nước uống cho các hội đoàn cựu quân nhân cũng như các quý đồng hương. Kim Hoa thì hay tự nhiên lắm quý vị ơi. Tự vì là Kim Hoa có cái tật là ví dụ như đến giờ trưa hoặc quá giờ trưa hoặc quá giờ tối mà không ăn là cũng bụng nó rôn ra, cho nên thì thôi sẵn đây thì Kim Hoa cứ hỏi luôn. Bởi vì có hỏi như vậy thì mình biết, nếu mà ví dụ như trong ban tổ chức không có chuẩn bị á, thì những người quan khách đi tham dự họ cũng cần chuẩn bị trước là thôi lo ăn sáng trước hay này nọ. Nhưng mà như vậy thì nghe ra như vậy thì ban tổ chức của các anh quá là chu đáo. Không những là tập cho về vấn đề chuẩn bị cho một cái buổi lễ gọi là đại lễ luôn đó, một cái buổi lễ lớn như vậy, mà còn cũng lo được luôn cả về phần ẩm thực. Đúng là quân đội các anh nghe đầy đủ nha, coi như là
từ thao trường cho đến vào bếp. Như vậy chắc ngày xưa cho Kim Hoa đi thêm chút xíu. Rồi như ngày xưa thì các anh có phải đi vào bếp nấu thức ăn cho tự cho mình không, hay là có các bà tới nấu ăn trong quân trường anh? Ở nhà như trong quân trường thì như Kim Hoa hỏi câu này thì thường thường là chúng tôi đàn ông thì cũng ít vào bếp. Và tuy nhiên là những người lính chiến mà tác nhất là tác chiến, chiến đấu, sống chiến đấu trong rừng rậm cùng với đơn vị cũng như là các đồng đội thì chúng tôi nhiều lúc cũng phải tự nấu ăn. Có thể những đồ hộp, đồ sấy, cơm gạo sấy, những đồ hộp của quân tiếp vụ như là những đồ hộp của Mỹ, như đồ hộp của xây dựng nông thôn thì chúng tôi cũng phải tự nấu ăn và chế biến. Như vậy là coi như là các anh là không những là chiến đấu ngoài quân, ngoài chiến trận mà các anh cũng còn giỏi ở trong bếp nữa, thì là coi như là chắc chắn là cô nào mà có chồng mà là những người lính là coi như chắc là diễm phúc. Nếu mà lỡ mà các bà có kẹt mà không kịp nấu ăn là coi như các ông cũng có thể tự phục vụ được cho mình trong một cái bữa ăn, đúng không ạ? Đúng rồi vậy. Nhất là qua Mỹ thì nhiều khi vợ con bận rộn trong công ăn việc làm thì chính mình cũng vẫn phải vào bếp. Kim Hoa cũng nhớ là cái thời xưa mà Kim Hoa còn đi học, tuy là lúc đó cái tuổi Kim Hoa còn nhỏ lắm, thì năm đó thì Kim Hoa là đệ ngũ, nhưng mà các chị lớn hơn Kim Hoa thì Kim Hoa cũng biết á, coi như là các anh á là cứ đứng trước cổng trường. Kim Hoa được biết là không quân rồi hải quân, rồi cái màu áo xanh của anh với còn một cái bộ màu áo rằng rằng bông bông nữa, thì Kim Hoa không biết đó là lính gì đó. Những bộ đồ bông thì là gồm có nhảy dù, biệt động quân, thủy quân lục chiến, biệt kích. Như vậy thì trong cái ngày mà quân lực Việt Nam Cộng Hòa kỷ niệm này thì cũng có đầy đủ các màu sắc áo của lính phải không anh? Đúng như vậy Kim Hoa, tại vì đây là tổ chức của do Liên hội Cựu Quân Nhân Quân lực Nam Cộng Hòa tiểu bang Washington, thì cái Liên hội Cựu Quân Nhân là gồm tất cả các các hội đoàn quân đội, thì trong đó có các tất cả các quân binh chủng. Thì từ nãy tới giờ thì Kim Hoa rất là hân hạnh được tiếp xúc với anh Khanh, và anh Khanh đã cũng nói với đến quý khán giả cũng như quý đồng hương cũng quý như các cựu quân nhân tại địa phương, thì hội của anh sẽ tổ chức ngày kỷ niệm 47 năm vào cái ngày thứ bảy, ngày 16 tháng 6. Đúng. Thì anh trước khi mà dứt lời với cuộc nói chuyện hôm nay, anh có lời gì đến với khán giả? Vâng, cũng vừa qua cũng đã có nói lên những cái nỗi lòng như là những cái tâm tình thiết tha đối với quý đồng hương, thì bây giờ cũng một lần nữa cũng xin kêu gọi, tha thiết kêu gọi các hội đoàn, cựu quân nhân cũng như quý đồng hương đến tham dự đông đảo cái ngày hội lớn này, vì đây là một cái ngày vinh dự cho quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Một lần nữa cũng xin cảm ơn TV Thái Bình, TV Online như Kim Hoa đã cho một buổi nói chuyện này, cũng như một lần nữa cũng xin cảm ơn các hội đoàn, cựu quân nhân và quý đồng hương, và chúc tất cả quý vị nhiều sức khỏe, một lời chào trân trọng nhất. Xin cảm ơn anh Khanh và xin kính chào quý vị Thái Bình TV Online. Thì sẽ có một dịp nào đó kế tiếp thì sẽ được nói chuyện với anh, bởi vì cũng thời giờ có hạn. Thì câu chuyện mà về nhiều, nhưng mà Kim Hoa hôm nay chị mới được nói chuyện với anh có tí xíu ha. Thôi, kính chào cả quý vị Thái Bình TV Online. Chào anh.